Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tài sản người liên quan vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu được theo dõi sát. Quý vị thân mến, theo Trung tướng Tô Ân Sô, hầu hết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là án kinh tế. Bộ Công an rất chú trọng điều tra tài sản của những người trong vùng ngắm. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 10, báo giới đề nghị Bộ Công an cho biết tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo cụ thể là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ AIC, vụ Tân Hoàng Minh ở thời điểm hiện tại. Trả lời tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo đối với một số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an đang thực hiện quyết liệt, tập trung lực lượng và khẩn trương điều tra, đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định, Bộ Công an thực hiện quá trình điều tra các vụ án theo phương châm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay, xử lý một vụ, cảnh tỉnh một vùng, một lĩnh vực và đang làm không ngừng nghỉ. Theo ông Sô, trong vụ án Việt Á, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam 28 bị can, cục lãnh sự 21 bị can, vụ Tân Hoàng Minh 7 bị can. Bộ vẫn sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, hầu hết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là vụ án kinh tế, nên trong quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng điều tra, xác minh nguồn tài chính, nguồn tiền đi đến, tài sản của đối tượng trong vùng ngắm. Điều này được thực hiện để khi tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì số tài sản, nguồn tiền của các đối tượng đều được phong tỏa, kê biên để đảm bảo không thất thoát nguồn tiền cho người dân, nhà nước. Ví dụ, trong vụ án Tân Hoàng Minh, tài sản bị phong tỏa kê biên có tổng trị giá là 4.000 tỷ đồng. Vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tài sản ước tính thiệt hại 150 tỷ đồng, nhưng số tài sản đã phong tỏa kê biên là 1.000 tỷ đồng của các đối tượng. Đây là điểm mới và trong vụ án kinh tế phải kiểm soát nguồn tiền của các bị can. Ông Sô thông tin thêm. Trước đó, tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp 22 của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 17 tháng 8, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, Ban chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2022, kết thúc điều tra 14 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 21 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo. Trong đó, cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, trong đó có vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn SLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Rác thải mãi trêu người. Quý vị thân mến, hơn 3 tháng trước, ngày 8 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện kiểm tra, xử lý tình trạng xả rác bừa bãi như báo Người Lao Động phản ánh. Trong loạt bài xả rác nhiều quá, khởi đăng từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, đồng thời báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6. Thế nhưng đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng xả rác tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Đến bao giờ mới sạch đẹp? Tại hầm chui Linh Trung ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn giáp danh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, ghi nhận vào ngày 12 tháng 9, hầm cầu, mặt đường, vỉa hè, nơi các xe đẩy tụ tập buôn bán rác như là vỏ trái cây, rau củ, chất đống dưới chân cầu, vỉa hè. Cũng tại thành phố Thủ Đức, nhiều tuyến đường mà báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh như là đường số 2 và số 14 ở phường Linh Trung, quốc lộ 1, Đào Trinh Nhất, rác vẫn ngổn ngang, chất thành ụ lớn, bốc mùi hôi thối. Một số con đường khác như là Linh Trung, Linh Đông ở thành phố Thủ Đức, bất chấp biển cấm đổ rác kèm nội dung về mức xử phạt, rác vẫn rất nhiều. Đi đường Linh Đông mỗi ngày, không ngày nào không nhìn thấy rác vì rác chỉ nhiều chứ không bớt đi.
thỉnh thoảng nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn sạch sẽ, chưa đến nửa ngày đã có rác xuất hiện. Anh Trần Duy Khánh ngụ ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc. Tại đường Trường Sa, Hoàng Sa, chạy dọc theo kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, nơi được tô điểm bởi cây xanh, ghế đá rất đẹp, nhưng rác xuất hiện từ trên bờ xuống dưới kênh. Nhiều nhà hàng, quán ăn, sau một đêm kinh doanh, hôm sau đã để lại đống rác lớn trước cửa. Không chỉ rác sinh hoạt, ghế salon, nệm, lốp xe cũng được bỏ trên các nắp cống thoát nước. Thậm chí nhiều nắp cống trên đường Trường Sa dù được Ủy ban Nhân dân phường 2, quận Phú Nhuận cho tô vẽ những bức họa chứa thông điệp về bảo vệ môi trường rất đẹp mắt, vẫn bị chất đống rác lên trên. Một số tuyến đường lớn như là Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, chân cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh, rác đầy rẫy, từ rác thải sinh hoạt đến vật liệu xây dựng được bỏ trên vỉa hè, gốc cây và cả ở nhà chờ xe buýt, tủ điện. Cần xử lý cứng rắn, không nương tay. Nói về vấn đề rác thải tràn lan, ông Lương Văn Hùng, 52 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức cho rằng chúng ta không thiếu quy định để xử phạt hành vi xả rác nơi công cộng, nhưng việc thực hiện xử phạt lại chưa được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm nhiều. Thực tế có mấy ai bị phạt tiền với mức phạt cao, có thể vì thiếu nhân lực, phương tiện để xử lý. Cũng có thể có nhiều việc lớn hơn để chính quyền quan tâm giải quyết. Nhưng tôi nghĩ chính những việc tưởng chừng nhỏ như thế này mà tập trung xử lý tốt sẽ giúp hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh thêm đẹp, uy tín của thành phố càng thêm được nâng cao. Chỉ khi chính quyền tập trung, quyết tâm vào cuộc, làm thường xuyên, liên tục, không nương tay với hành vi xả rác bừa bãi, chỉ khi người dân xem việc giữ gìn đường phố sạch đẹp là trách nhiệm của chính mình, lúc đó mới mong thành phố đẹp và sạch. Ông Hùng nói, với chị Trương Mỹ Lan, ngụ ở quận Bình Thạnh, tình trạng rác thải có mặt khắp nơi, từ khu vực nội thành đến ngoại thành, từ trên bờ đến mặt nước khiến cho người dân rất bức xúc, du khách ngán ngại. Đừng kêu gọi nữa vì chúng ta đã làm quá nhiều, quá lâu rồi. Một khi ý thức của một bộ phận người dân còn quá kém, cứ thẳng tay đánh vào túi tiền và kèm xử phạt bằng hình thức lao động công ích. Quan trọng là cơ quan chức năng liên quan, chính quyền địa phương từ phường, xã, quận, huyện đến thành phố phải làm đồng bộ, quyết liệt. Thử một lần làm thật mạnh mẽ, cứng rắn, trật tự xã hội, vệ sinh môi trường sẽ đi vào nền nếp. Chị Mỹ Lan đề xuất. Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói thẳng, hành vi xả rác tràn lan của người dân cũng có lỗi không nhỏ của cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vì luật đã có nhưng cơ quan có trách nhiệm không xử phạt nghiêm hành vi vi phạm, nếu không nói là làm cho có phong trào, ra quân xử phạt rồi đâu lại vào đó. Bên cạnh đó, phương thức thu gọn, vận chuyển rác chưa hoàn thiện, thiếu thùng rác công cộng, việc quản lý, điều hành còn thiếu khoa học. Phải xem việc trị bệnh xả rác là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có sự kiểm tra, giám sát và xử lý đối với người đứng đầu sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương để xảy ra nạn xả rác một thời gian dài trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Song song đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xử lý nghiêm bất kỳ trường hợp nào vi phạm để răn đe. Luật sư Trần Minh Hùng góp ý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.